Tin nóng ngày 2 tháng 6 của Bài Việt Ngữ đã cho tự do. Việt Nam từ chối yêu cầu thanh toán trước 50 triệu đô la của tổng thầu Trung Quốc. Nông dân Việt Nam gặp khó khăn khi gây dựng lại đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi. Tòa án thành phố Hà Nội hoãn xử cựu vụ phó thuộc Ban Dân vận chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam vào ngày 2 tháng 6 phát đi thông cáo báo chí liên quan khoản tiền 50 triệu đô la Mỹ mà tổng thầu Trung Quốc yêu cầu phía Việt Nam thanh toán trước khi bàn giao dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông tại thủ đô Hà Nội. Thông cáo báo chí của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết số tiền 50 triệu đô la Mỹ không phải là chi phí phát sinh tăng thêm và hiện chưa thanh toán cho tổng thầu Trung Quốc. Theo Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam thì đến nay, dự án sử dụng vốn ODA của Trung Quốc đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng và lắp đặt thiết bị. Công việc còn lại chủ yếu là hoàn thiện hiện trường, mỹ quan, chỉnh sửa một số thiết bị, chuẩn bị cho vận hành thử toàn hệ thống. Bên cạnh đó là công tác hoàn thiện hồ sơ hoàn công để nghiệm thu, bàn giao dự án. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho rằng, việc tổng thầu Trung Quốc đề nghị thanh toán 50 triệu đô la Mỹ trước khi thực hiện vận hành thử toàn hệ thống là chưa phù hợp với các điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký. Cũng liên quan dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, Bộ này và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất thành lập tổ công tác để xây dựng kế hoạch, giải pháp hoàn thành những nhiệm vụ cuối cùng, mục tiêu nhằm sớm đưa tuyến Cát Linh Hà Đông vào vận hành khai thác. Xin được nhắc lại, dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi 3% một năm của chính phủ Trung Quốc và một phần vốn đối ứng của phía Việt Nam. Dự án được thực hiện theo hợp đồng EPC, trọn gói, trong đó tổng thầu là công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 Trung Quốc. Dự án được Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam phê duyệt đầu tư vào tháng 10 năm 2008. Tổng mức đầu tư vào thời điểm phê duyệt là hơn 8.700 tỷ đồng, tương đương 552 triệu đô la Mỹ. Trong quá trình thực hiện, dự án được cho biết bị đội vốn lên 891 triệu đô la Mỹ. Tuyến Cát Linh Hà Đông dài hơn 13 cây số với 12 nhà ga trên cao. Dự án được khởi công vào tháng 10 năm 2011 với mục tiêu hoàn thành vào tháng 6 năm 2015. Nhiều tỉnh thành ở Việt Nam hiện đã bắt đầu gây dựng lại đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi, nhưng người nông dân gặp nhiều khó khăn khi tìm mua lợn con, trong khi giá thịt heo trên thị trường tiếp tục tăng bất chấp kêu gọi điều chỉnh giá của chính phủ. Theo báo Hà Nội mới, hiện có 22 tỉnh, thành phố thực hiện tái đàn ở mức thấp, đạt 21-68% so với khi có dịch tả lợn châu Phi. Dịch tả lợn châu Phi được phát hiện ở Việt Nam vào đầu năm ngoái và chỉ trong vòng 7 tháng đã lan ra tất cả 63 tỉnh và thành phố, khiến khoảng 6 triệu con lợn, chiếm khoảng 20% tổng số đàn lợn trong cả nước bị tiêu hủy. Truyền thông trong nước cho biết, nhiều hộ nông dân các tháng qua gặp khó khăn khi tìm mua lợn con vì không chỉ có nguồn cung thiếu, mà giá lợn con còn tăng gấp 2 hay 3 lần trước kia, khiến nhiều người không đủ sức mua. Giá thịt lợn tháng này ở Việt Nam được ghi nhận ở mức cao nhất trong vòng 20 năm qua. Giá thịt lợn trên thị trường ở mức 103.000 đồng một ký. Trong phiên họp chính phủ thường kỳ vào sáng ngày 2 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập đến vấn đề giá thịt lợn hiện vẫn còn quá cao dù chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp để hạ giá thịt heo. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam nhấn mạnh phải giữ giá thịt heo ổn định, khuyến khích đầu tư quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, giải quyết khâu đầu vào, giống, thức ăn, tìm cách tái đàn trong khi khống chế dịch bệnh với biện pháp nhập khẩu. Vào ngày 2 tháng 6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành và chính quyền các cấp triển khai giải pháp tối ưu để tái đàn và tăng đàn lợn, bảo đảm nguồn cung thịt lợn. Các biện pháp được đề nghị bao gồm hỗ trợ về đất đai, lãi suất vốn vay, hỗ trợ thiết bị cho người nuôi lợn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 2 tháng 6 đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử vợ chồng ông Trần Ngọc Hưng, nguyên phó vụ trưởng, vụ tổ chức cán bộ Ban Dân vận Trung ương chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng. Quyết định hoãn phiên tòa được đưa ra do bị cáo Trần Ngọc Hưng yêu cầu thay đổi luật sư. Truyền thông trong nước loan tin này vào cùng ngày. Theo tin, vợ chồng ông Trần Ngọc Hưng sinh năm 1962, cựu vụ phó Ban Dân vận Trung ương, và bà Nguyễn Thị Bích sinh năm 1964, ngụ tại quận Tây Hồ, bị truy tố về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vụ án này đã kéo dài từ năm 2013 và ông Hưng từng bị xử phạt mức tù chung thân và bà Bích lãnh 20 năm tù. Tuy nhiên, vụ án đã bị hủy để điều tra lại.
Theo cáo trạng, vào năm 2011, vợ chồng ông Hưng thế chấp căn nhà ở phường Quảng An, quận Tây Hồ vay ông Nguyễn Văn Thiện số tiền 2 tỷ đồng nhưng không trả lại. Vợ chồng ông tiếp tục dùng căn nhà trên để thế chấp vào ngân hàng SHB, vay số tiền 6 tỷ đồng. Khi đó, bà Bích lấy tư cách là giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Thường Sơn đề nghị vay tiền. Thực tế, bà Nguyễn Thị Bích không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, thậm chí hồ sơ phương án kinh doanh cũng là lập khống. Ngoài ra, cuối năm 2011, vợ chồng ông Hưng ký hợp đồng bán căn nhà trên cho ông Nguyễn Tiến Hưng với giá 8,6 tỷ đồng và đặt cọc trước 2,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời gian làm hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà, vợ chồng ông Hưng không thực hiện mà chiếm đoạt luôn số tiền cọc. Vợ chồng ông Hưng, bà Bích còn lừa đảo trong việc bán nhà đất đang bị thu hồi và tiếp tục chiếm đoạt số tiền cọc 13 tỷ đồng của khách hàng và tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt số tiền 31,9 tỷ đồng của ngân hàng và các cá nhân khác. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin tối mai cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Ban Việt ngữ Đã cho tự do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.